Liên đoàn Lao động huyện Đất Đỏ tổ chức hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Nỗ lực triển khai nhiều hoạt động chăm lo hỗ trợ người lao động, năm 2022, Liên đoàn Lao động huyện Đất Đỏ đã hỗ trợ gần 300 đoàn viên vay vốn từ quỹ trợ vốn công nhân viên chức với tổng số tiền 8 tỷ để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, trao tặng 360 phần quà, 20 ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 230 triệu đồng. Trong năm qua, tình hình thực hiện pháp luật lao động, quan hệ lao động tại huyện Đất Đỏ ổn định, không xảy ra đình công, công tác an toàn vệ sinh lao động được đảm bảo. Nhân dịp tổng kết công tác năm 2022, Liên đoàn Lao động tỉnh, huyện Đất Đỏ đã khen thưởng cho 40 tập thể và 36 cá nhân có thành tích xuất sắc.